Giới thiệu với các bạn, đây là giống bắp ngọt lai rồng vàng F1, hạt giống bắp ngọt chất lượng cao của công ty Mua Vàng. Giống bắp ngọt lai rồng vàng F1 là giống bắp ngọt chịu nhiệt, trái lớn, cây sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt. Giống trồng đậu quanh năm, thời gian thu hoạch từ 65 đến 68 ngày. Chất lượng ăn rất ngon, mềm, dẻo ngọt. Gỗ này là gỗ 500 g. Hạt giống được lai tạo và về sản xuất bởi những công ty hàng đầu quốc tế. Lượng giống được từ 0,8 đến 1 kg trên 1.000 m². Khoảng cách gieo trồng, trồng hàng đôi, hàng cách hàng từ 0,7 đến 0,8 m. Cây cách cây từ 0,2 đến 0,3 m. Bạn này đặt giống từ liên hệ số điện thoại bên trên màn hình. Chào tạm biệt.